đánh xuống để lên mặt này. Đấy hả? Bao nhiêu người này cũng vậy, họ thành một sức mạnh tổng thể. Rồi tô điểm một thì tất cả nỗ lực đẩy hết sức lên, càng hết cái sức lực của mình mạnh mẽ càng lên. Đây một
chính cho cái lực tốt. Đến đến đây đỡ hết sức mình phải làm đó, mạnh mạnh nữa thôi đó, để cái sức về cuốn hút ngọn quyền của giò đào Việt Nam hợp là phải cuốn đất đá chống lại. Chú Hùng cẩn thận nha. Lập ngôn nó tránh ngôn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.